Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người đã đến kênh của em nha. Thì nói chung là hôm nay mọi người là em đi săn được một bé con này là con Kula Kabet gì đó mọi người. Có con Red Kula Kabet gì đó. Nó săn mới được cái giá rẻ của em bé học sinh của cấp 3. Cái nói chung là bạn này nó là đang ở cái học lớp 11, 12 đó mọi người. Hình như là 11 đó. Đó. Và không có cái thời gian chăm đó mọi người. Đó thì em có thu lại rồi của một bé cá của bạn đó luôn nha. Đó, thì với giá là cũng ok lắm nha mọi người. Thì nói chứ là cái video trước á là em đã có là cái setup ở cái hồ cá ở ngoài trời bằng cục mút đó mọi người. Ở nhưng mà mấy cái con cá mà dạng như cáp biển màu á nó không có được ok lắm. Thì sẵn hôm nay á em thử em phơm bé cá này luôn ở ngoài trời bằng cái hùng mớp đó luôn, cái hùng xốp đó luôn, coi là nó như thế nào luôn nha. Ok luôn nha mọi người. Thì bây giờ em sẽ quay bé cá này lại cho anh em xem và thả cá ra luôn như thế nào luôn nha. Ok luôn nha mọi người. Đây nha mọi người, bè cá của em nó sẽ là như vậy nha. Đó, ok lắm nha mọi người. Đó, cầm lên cho mọi người xem luôn nha. Dính lá bàn lắm. Đây nha mọi người. Đó, cực kỳ đỏ luôn nha. Mắt đầu này kia cũng cam lên, cam hết sọc và cũng đều nữa nè mọi người. Đó, nói chung giá thì cũng ok, cũng rẻ rồi này kia. Đáng trải nghiệm rồi này kia mọi người. Thì bây giờ thì em sẽ bỏ vô cái hùng mút nha. Đó, cái hùng mà em ấy nè. Đó, em ngâm trong đó trong vòng là khoảng là 1 tiếng hay là 30 phút, 40 phút gì đó. Rồi em sẽ cập nhật lại tình hình của bé cá này luôn cho mọi người xem luôn nha. Đó, và đặc biệt là khi mà anh em có nuôi cá lóc á thì phơm cá ngoài trời thì nó không thể thiếu cái chai này nha mọi người. Đó, nó sẽ hỗ trợ về tăng sức đề kháng và hồi phục con cá của mình nó sẽ ok hơn nha. Đó, chai này thì nó là quá ok luôn cho mấy bé cá lóc luôn rồi. Nên là nó giảm stress đồ này kia, nó hồi phục con cá nó cũng ok lắm. Với lại là làm trong nước đó mọi người. Đó, nên là nuôi cá lóc thì anh em nên là sử dụng qua cái chai này nha, để cho nó hiệu quả nhất luôn nha mọi người. Ok nha. Đây nha mọi người. Thì nói chung á là bé cá này là em sẽ cập nhật luôn tình hình của mấy bé cá mà em phơm luôn cho mọi người xem luôn nha. Đó. Đây là bé cá mà em phơm ở ngoài bằng cái hồ kiến nè anh em. Đó. Để em quay rõ rõ xíu tại vì cái hồ này nói chung nó hơi mờ xíu á. Nó lên viền là lên nhân đen và nó lên được một cái vảy luôn rồi anh em. Đó, ok lắm nha. Còn qua đây nha mọi người. Đó, ở trong đây là cái bé cá mà nét này nẹt luôn nè. Đó, em sợ nó phóng lắm tại vì cái này nó dữ lắm nè. Đó, thì nó nói chung là lên nhân đen rồi này kia là cũng ok hết luôn rồi. Đó, qua đây là mấy cái hồ cá biển màu của em nè. Đây nè mọi người, mấy bé cá mà em phơm bằng cái keo 10 lít nè. Còn qua đây là cái hồ cá vàng của em nè, cá Ranchu. Ok chưa nè. Và đây nha mọi người, thì em đã chuẩn bị sẵn hai cái keo này luôn nè. Cái keo này là cái keo 7 lít đó. Đó thì cũng phơm cá đồ này kia cũng ok lắm. Và em đang sử dụng nước lá bàn với lại là mấy cái sạn suối rồi nè mọi người. Ở bên đây là giờ không biết là cập nhật lại cho mọi người xem như thế nào nữa. Tại vì cái hồ cái can mà 2 bi lít nè thì nó không có nhìn thấy được, không nhìn thấy rõ được mấy bé cá. Đó, em để tay vô là nó táp táp đồ này kia luôn mọi người. Thì tình trạng là của mấy bé cá này, tại vì cá nhỏ rồi này kia, em phải đi kèm theo cái mấy ống oxy rồi nè để cho nó được khỏe rồi này kia, nó được ổn định nhất mọi người. Đó, nói chung thì cũng rất ok rồi này kia. Tình trạng này cũng nói chung là khi mà anh em mà nuôi cá ngoài trời á thì anh em nên là sử dụng qua cái chai OBO chiên cá lóc á. Hồi nãy là em đã có quay cho anh em xem á, là tốt nhất là khi mà ví dụ như là bữa nay mưa anh em, tối nay mưa thì qua sáng hôm sau
anh em sử dụng là chăm cho em là một xíu vô trong hồ để cho con cá nó tăng sức đề kháng và nó được khỏe mạnh rồi cho nó ok á mọi người. Đó thì cái đó là em hay sử dụng cho mấy cái cá mà mấy cá nhỏ 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 này nè, ao phơi ngoài trời để nó được khỏe rồi kia, thì mình đỡ tốn tiền mình phải mua mấy cái cá mới về nữa anh em. Và sắp tới thì em sẽ làm thêm mấy cái nữa đó, mấy cái keo giống như vậy nè anh em, thấy cái nó không hiệu quả quá nên là em sẽ làm thêm một hai cái nữa cho mọi người, thêm cho mọi người xem luôn nha. Nhưng mà nếu mà mọi người xem tới đây á, thì nhớ là cho em xin một like nè, và một lượt đăng ký nha, và một lượt chia sẻ để ủng hộ cái kênh của em càng ngày càng phát triển hơn nữa nha. Và bây giờ em sẽ cập nhật lại tình hình của bé cá mà hôm bữa em có quay cái clip mà săn được một bé cá yellow với lại con barito đó, thì em cập nhật lại cho anh em xem luôn nha. Đó, thì đầu tiên là hai bé cá mà cái hồ mà dây chai mà lần đầu tiên em đi hu về đó mọi người. Đó thì hai bé cá đó là cũng ok lắm, đó, nó đang nổi còn ở đây nè mọi người, đó, nó đang bơi ra với lại một con là nó đang ở ngay đây nè. Video chắc là mọi người không thấy tại vì cái hồ đó em dán thử là để cho anh đang canh đen á, thử coi là như thế nào mọi người. Đó thì qua tới mấy cái bé bên đây, mấy bé là Yellowsen với lại tiểu hoàng đế rồi nè, đó cực kỳ ok, cực kỳ nét luôn nha. Thêm để thêm đen 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 ở đây. Con này là nó khoái, nó khoái kiểu mà em làm gì vậy nè mọi người, cứ khoái để cái tay nhiều kè nó như vậy nè, nó là nó lắc 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 lắc. Và tới bé bên đây, bé bên đây cũng vậy. Mấy bé này thì lên nhân đen với lại lên cái vảy nhẹ luôn rồi nè anh em. Đó, anh em thấy được không? Còn bé bên đây đó, không biết là sao mà cứ mỗi lần mà quay video á là nó hay gặp cái trường hợp gì đó. Còn lên cái khu vực trên đây thì nó không có đèn nên là em không có quay cho anh em thấy rõ được nha. Con bé ở đây. Chúng ta với bé đây nè, là bé hôm bữa mà em săn bé Yellowsen siêu vip không người. Hình trạng của bé thôi quá ok luôn nha. Còn qua đây là bé Rio nè, khác nè nè hơn anh em. Nói chung là khi mà cá về rồi này kia thì anh em xử lý nước rồi này kia ok là mấy bé cá của mình nó cực kỳ khỏe luôn anh em, có với lại là nó nhanh dạng hơn nữa. Đây là mấy bé tiểu hoàng đế. Thế đây là con cầu vồng ngũ sắc. Đó, tình trạng của mấy bé băng da gít. Thì âu. Rồi bên đây này mọi người thấy không? Đó, cám Blatimon á thì mọi người sử dụng sau thì nó sẽ lên là cái viền trắng nhẹ với lại là trên cái phần sọc của con cá, nó lại cực kỳ ok luôn anh em. Đó đây nè, để em quay cho mọi người thấy rõ nhất luôn nè. Ông mọi người thấy trên cái phần sọc của con cá không, nó có cái viền mờ trắng trắng không mọi người. Sau khi sử dụng một cám Blatimon nha. Mấy bé cá này á, con ngang cá băng da giết này á thì em đen là cho nó ăn bằng cái mấy cái viên cám của cá bị màu á, đến khi mà nó được size 10 trở lên á thì em sẽ sử dụng qua tất cả cái loại cám luôn. Nó sẽ đều ăn mà nó sẽ dễ hơn nha mọi người. Đó, cứ mấy cá size nhỏ nhỏ như vậy á là mọi người cứ tập cho nó ăn bằng mấy viên cám cá bị màu đi, để khi mà nó tới cái size mà mọi người muốn cho nó ăn cám mà hỗ trợ lên viền 7 thì nó sẽ cực kỳ ok luôn. Ở đây băng Caladen. Ghê mọi người, nó táp dữ lắm, con nó sung lắm. Đây. Dưới đây là mấy bé chẳng hạn như là cái bé răng châu đen này là không có hồ á, nên là em bỏ vô trong cái đó luôn cho nó nhỏ, cho nó dạng như ép sai nó luôn. Còn bên đây nè, bé Padito. Hay là ông bà là vây xanh xích thích nữa, ông bà trốn gì đó không à.
còn ở bên đó là để underground. Ok luôn nha mọi người, thì chờ em xíu thì em sẽ cập nhật lại tình hình của mấy cá và em thả mấy cá kia ra luôn cho mọi người xem luôn nha. Ok luôn nha mọi người, thì bây giờ thì em sẽ bắt đầu và em mở cái chai OBO mà chiên cá lóc này nè mọi người. Đó thì em sẽ châm vô trong hồ để khi mà cá nó ra anh em thì nó sẽ là tốt hơn và nó ổn định con cá và nó giảm stress đồ này kia. Nó tăng sức đề kháng con cá mình lên đó anh em. Thì nếu mà được anh em mà đang nuôi cá lóc á thì có thể tham khảo qua cái chai OBO này nha. Nó cực kỳ tốt luôn á anh em. Đó. Thì nói chung là cũng cảm ơn tất cả mọi người đã xem tới đây nha. Thì bây giờ thì bắt đầu là em khui cái bé cá này ra nha mọi người. Đó thì nói chung là đi săn đồ này kia thì nãy cũng cột hơi cứng á, nên là giờ rỡ nó ra nó cũng hơi cứng một xíu nha mọi người. Ok nha. Thì bây giờ thì nói chung là trước khi mà anh em mà nuôi cá đồ này kia thì tốt nhất là anh em nên là xử lý nước đồ này kia hết nha mọi người, để cho con cá của mình á nó ra thì nó sẽ được ok nhất. Với lại là chịu khó anh em ngâm sơ qua trong vòng là 30 phút hay là 40 phút gì đó, xong rồi anh em châm kèm vào là cái nước ở trong hồ vô trong cái bịch cá anh em, để cho con cá mình nó quen với lại môi trường nước, với lại cái nhiệt độ của cái hồ á, thì lúc đó cá nó ra thì nó sẽ ổn định nhất nha. Đây nha mọi người, thì cuối cùng thì bây giờ cũng đã xong nè, thì em sẽ quay sơ lại bé cá luôn cho anh em xem luôn nha. Đây nha mọi người, thì nãy giờ thì cũng bỏ bé cá rồi kia ra rồi mọi người, thì em có làm là cái nắp đậy này nè mọi người. Đó, cái nắp đậy thì em chừa một lỗ như vậy nè ở phía trên, để khi mà có nắng xuống làm kia nó cũng ok mọi người. Đó. Và nếu mà anh em nào mà xem tới đây thì nhớ cho em xin một like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh của em nha mọi người. Đó, thì anh em nào mà có dạng như mà ý tưởng hay là muốn em làm về video gì á thì cứ để lại một lượt bình luận trên cái video này nha, thì em sẽ cố gắng ra thật nhiều video với lại chủ đề của mấy bé cá lóc này cho anh em luôn nha. Đó. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video và hẹn mọi người mấy cái video sau nha, thì em sẽ cập nhật lại tình hình của mấy bé cá mà em phơm cho mọi người cùng xem luôn nha.